Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình có quay cho bà con xem về cái mô hình trồng bưởi của anh Nam ở Đắk Nông này. Thì đây là một số cây bưởi của anh trồng gần cũng được 2 năm rồi. Một số cây nó đang bị bệnh, đó là nhất là bệnh vàng lá và thối rễ. Thì trên cái vườn bưởi của anh á, thì thứ nhất mình nói cho bà con về cái hiện trạng mà cái bưởi của anh á, thì anh trồng bưởi da xanh này á, thì nói chung là cái thổ nhưỡng của anh rất là hợp với bưởi, nhưng mà cái kỹ thuật về phòng và chăm sóc bệnh á thì anh chưa có phòng và chưa dùng có đúng những loại thuốc mà để đặc trị cho cái bệnh vàng lá và thối rễ. Anh cũng chia sẻ anh dùng rất nhiều thuốc rồi mà cái tình trạng mà vàng lá và thối rễ này sẽ không có đứt và hết bệnh, ra ngọn nào nó cũng bị vàng hết. Chung là cây nhìn rất là sơ sát. Thì đây là toàn bộ cái phường mình quay cho con xem về cái tình trạng của anh. Thì về cái triệu chứng của bệnh vàng lá và thối rễ thì ở đây đó, bà con quan sát mình ăn, thứ nhất là ở trên lá, lá bị vàng cả phiến lá và gân lá, dễ bị rụng khi chúng ta lay nhẹ. Thì đặc biệt các ban đầu lá già sẽ rụng trước, sau đó đến các lá non phía trên. Thì lúc đầu có thể vàng một vài nhánh thôi, xong sau đó chúng ta lan toàn cây. Thì cái tình trạng này á thì bà con bị cũng rất là nhiều rồi. Thì bà con lúc đầu cũng nghĩ là có thể là bị nhìn đỏ, có thể là bà con phun thuốc nhìn đỏ, nhưng mà con không có nghĩ là tình trạng này nó bị vừa yếu tố là bị nhìn đỏ một phần, bị nấm lá một phần, nhưng mà cái hiện trạng chính á, tất cả cây ăn quả đa số là bị rễ thôi. Thì nên những cái việc mà quan trọng nhất là bà con phải kiểm tra cho mình là rễ. Thì nếu mà vấn đề mà rễ không có gì hết á, thì ở trên chúng ta điều trị rất là dễ. Còn ở trên mà con cứ phun nấm và nhìn đỏ hay là khuẩn á, nhưng mà con không kiểm tra rễ thì dẫn đến cái tình trạng của chúng ta có phun thuốc hoài thì nó sẽ không dứt bệnh được. Vì cái phần rễ nó bị rất là nhiều. Nhất á, bà con để ý nha, trên rễ nhánh cây bị bệnh hướng nào á, thì đa số cái rễ nó cũng thường bị hư và thối của hướng đó. Thì bộ rễ bị thối từ rễ nhỏ lan dần vào rễ lớn, rễ sẽ bị thối có màu nâu, bỏ rễ tuột ra ngoài phần gỗ. Thì bên trong mà con quan sát nha, nó sẽ có cái sọc nâu lan dần vào của rễ cái, và rễ mất khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng nuôi cây, từ đó làm ảnh hưởng đến cây chúng ta nó bị thiếu dinh dưỡng, có thể là chết. Thì những cây bị nặng á thì tất cả rễ đều bị thối đen và chết, tại cuối cùng á làm chết toàn cây. Thì về cái bệnh vàng lá và thối rễ này á, thì bà con quan trọng nhất á là bà con phải kiểm tra ở vườn mình. Cái thực tế là bà con phải xác định đúng được cái triệu chứng của vườn mình là bị vàng và thối rễ hay không. Nếu mà thối rễ không á thì con có thể khắc phục cho mình, thứ nhất là đổ thuốc vừa nấm vừa khuẩn luôn, con đổ thuốc đó cho mình thì nó sẽ hết rất nhanh. Ở trên thì con có thể phun cho mình là thuốc nấm bệnh và khuẩn, và cái hai có thể là con phun xen thuốc sâu vào đó là nhìn đỏ nữa, để chúng ta khắc phục toàn bộ cái vườn chúng ta. Thì trong cái thời gian mà khắc phục bệnh thì mình khuyên bà con á, thối rễ thì con ngưng bón phân cho mình nha. Đó là cái hướng phương pháp mình chia sẻ cho bà con về cái tình trạng mà cái vườn cây chúng ta nó bị bệnh vàng lá và thối rễ. Thì cái biện pháp mà phòng bệnh này á thì mình cũng khuyên bà con á là phải làm rãnh thoát nước tốt trong mùa mưa, và chúng ta tránh vườn chúng ta bị ngập úng trong mùa mưa. Thì hàng năm á mà chúng ta phải bổ sung cho vôi cho vườn cây chúng ta tầm khoảng cỡ 1 đến 2 kg vôi trên một gốc. Thì bà con thường xuyên tỉa cành tạo tán cho cây, cắt tỉa và loại bỏ những cành già yếu sâu bệnh để giúp cây thông thoáng và hình thành chồi mới để cho mình phục cho nó nhanh. Thì đây là toàn bộ mà cái vườn mình quay cho con xem về cái bệnh mà vàng lá thối rễ trên cây bưởi. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay cho con xem về rất nhiều cái hiện trạng cây của bà con nông dân chúng ta mà chăm sóc ở trên vùng Tây Nguyên này. Thì gần đây thì khu vực Đắk Lắk, Tây Nguyên á, Đắk Nông á, một số vùng khác như Gia Lai đó, thì con cũng đã chuyển đổi sang trồng cái cây ăn quả, cây con muối á, như là cam, quýt, bưởi thì cũng rất là nhiều. Nhưng về phương án mà phòng và chữa bệnh á, thì con ta vẫn chưa có được chặt chẽ và kiểm soát kỹ hơn về khâu nấm bệnh này. Nên đó mình cũng khuyên bà con trước khi trồng một cái cây trồng gì á, thì con nên xử lý cho mình cái đất rồi nấm bệnh ở trong đất, và thường xuyên phun thuốc nấm bệnh trên cây khi mới xuống trồng, và định kỳ nhất là vào những cái mùa mưa dầm, mưa đầu mùa và cuối mùa á, thì những cơn mưa nó hay làm độ ẩm đất nó cao và dễ bị bệnh.
điều đó là bà con mình nhắc nhở bà con để cho những cái phương án mà mình chia sẻ để bà con ta chăm sóc cây trồng ta hiệu quả hơn. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ tiếp tục quay những video tiếp cho bà con xem về tất cả cây trồng tiếp theo ạ.